Phi Nguyễn là Vietnamese Fleet Manager tại Toyota Vorange. Xin kính chào quý vị. Đến với Toyota Vorange, quý vị sẽ mua được một chiếc xe Toyota với giá rẻ nhất quận Cam. 2014 rưỡi Camry LE có backup camera, giá sau khi khấu trừ 19.588 đồng. Đến với Toyota Vorange, quý vị sẽ tiết kiệm lên đến hàng ngàn đô la. Hãy gọi ngay cho Phi Nguyễn 855-347-2667. Đến với Toyota Vorange, you won't get a lemon. Toyota Vorange là một nơi bán ra số lượng xe nhiều nhất, rẻ nhất quận Cam trong suốt thời gian 39 năm. Chúng tôi có 27 đầu xe, có trên 1.500 chiếc xe đầy đủ màu sắc cho quý vị dễ dàng lựa chọn. Đến với Toyota Vorange, quý vị sẽ hài lòng với một chiếc xe mới quý vị mua tại đây. Chúng tôi có rất nhiều chương trình sẽ giúp cho quý vị tiết kiệm lên đến hàng ngàn đô la. Khi mua một chiếc xe Toyota mới, quý vị sẽ được 2 năm hoặc 25.000 mai bảo trì xe miễn phí và roadside assistance. Sau đây là những chiếc xe đang được đại hạ giá tại Toyota Vorange trong tuần lễ đây. Xe 2014 rưỡi Camry LE có backup camera là một chiếc xe bán chạy nhất của Toyota trong suốt thời gian qua. Giá sau khi khấu trừ 18.900 đồng. Xe 2014 Corolla L kiểu xe hoàn toàn đổi mới là một chiếc xe bền với thao xăng của Toyota, giá bán 15.745 đồng. Xe 2014 Prius 2, xe vừa xăng vừa điện, tiết kiệm được rất nhiều tiền xăng, giá sau khi khấu trừ 20.699 đồng. Xe 2014 RAV4 LE kiểu xe hoàn toàn đổi mới, giá bán 22.399 đồng. Xe 2014 Sienna LE rất tiện dụng cho gia đình đông người, giá sau khi khấu trừ 27.499 đồng. Xe 2014 rưỡi Camry SE là một loại xe Camry có hình dáng sport, giá sau khi khấu trừ 19.900 đồng. Toyota Vorange là một nơi bán ra số lượng xe nhiều nhất với giá rẻ nhất quận Cam trong suốt thời gian qua. Chúng tôi đang có chương trình không tiền đao, không tiền lời và xe cũ đổi lấy xe mới. Hãy đem xe cũ của quý vị đến Toyota Vorange để lái về một chiếc xe mới ngay hôm nay. Muốn biết thêm chi tiết chương trình đặc biệt on sale đại hạ giá của Toyota Vorange, hãy gọi ngay cho Phi Nguyễn 855-347-2667, 855-347-2667. Đến với Toyota Vorange, quý vị sẽ tiết kiệm được tiền bạc và thời gian. Quan trọng nhất là quý vị sẽ mua được một chiếc xe Toyota ưng ý và giá rẻ nhất quận Cam. Nhờ sự ủng hộ của quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục là một đại lý bán xe Toyota nhiều nhất tại quận Cam. Khi có nhu cầu mua một chiếc xe Toyota mới, quý vị hãy gọi ngay cho Phi Nguyễn 855-347-2667, 855-347-2667 hoặc đến gặp cho bằng được Phi Nguyễn tại 1400 North Thurston, thành phố Orange, cách khu Lý Đức Sài Gòn chỉ có 10 phút lái xe. Đến với Toyota Vorange, quý vị sẽ hài lòng với một chiếc xe mới quý vị mua tại đây. Chúng tôi có rất nhiều chương trình sẽ giúp cho quý vị tiết kiệm lên đến hàng ngàn đô la. Khi mua một chiếc xe Toyota mới, quý vị sẽ được 2 năm hoặc 25.000 mai bảo trì xe miễn phí và roadside assistance. Sau đây là những chiếc xe đang được đại hạ giá tại Toyota Vorange trong tuần lễ đây. Xe 2014 rưỡi Camry LE có backup camera là một chiếc xe bán chạy nhất của Toyota trong suốt thời gian qua, giá sau khi khấu trừ 18.900 đồng. Xe 2014 Corolla L kiểu xe hoàn toàn đổi mới là một chiếc xe bền với thao xăng của Toyota, giá bán 15.745 đồng. Xe 2014 Prius 2, xe vừa xăng vừa điện, tiết kiệm được rất nhiều tiền xăng, giá sau khi khấu trừ 20.699 đồng. Xe 2014 RAV4 LE kiểu xe hoàn toàn đổi mới, giá bán 22.399 đồng. Xe 2014 Sienna LE rất tiện dụng cho gia đình đông người, giá sau khi khấu trừ 27.499 đồng. Xe 2014 rưỡi Camry SE là một loại xe Camry có hình dáng sport, giá sau khi khấu trừ 19.900 đồng. Muốn biết thêm chi tiết chương trình đặc biệt on sale đại hạ giá của Toyota Vorange, hãy gọi ngay cho Phi Nguyễn 855-347-2667, 855-347-2667. Phi Nguyễn xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình talk show của Toyota Vorange. Phi Nguyễn xin hẹn gặp quý vị tại Toyota Vorange trong tuần lễ này.